chết sự cay được thì càng tốt. Một pha tạm hình nhưng mà bị bom rồi. Bây giờ thì có mỗi Alan đây rồi. Như là đây, úp lòng chạy về không. Alan đang bị ốp rất đau. Và bắn biết các kiểu. Ủa Alan úp về rồi nhưng mà Kessel ở đây. Kessel đã tạm hình được rồi, thoát rồi. Còn lại Alpha đâu? Alpha đang ra đánh luôn vào người Luna. Bây giờ thì Flicker đang ở đây giữ đội hình lại. Alpha cũng quá khỏe với cái bộ của mình. Vào mặt Sky. Video này không phù hợp với các bạn nào có điểm giáo dục công dân trên 9. Các bạn cân nhắc trước khi xem. Hello, xin chào các bạn. Lại một tập mới, lại một series danh mới của Junki. Thì trong cái bản mới này đã có thêm một cái con từ mới rồi. Con Loise gì đó mà mình không nhớ tên. Ok, thì vẫn là những cái trận gameplay Junki thôi. Mình bận quá không đánh được. Thế đành lấy video của Junki để bình luận để cho bạn cùng xem. Đấy, chúng ta lại có chương trình xem cả nhau. Ok, thì anh em nhìn thấy Blackfeather cả Zem đang bị ban. Flicker, support. Hôm nay Junki sẽ đánh Flicker, Rona và Sky. Khá là khó chịu, nhưng mà khá là ngon khi mà đối đầu với cả Alpha. Rona đối đầu Alpha, Adan cũng như là Kessel. Ok, thì anh em xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Giờ là cũng khá là những cái team up, những cái lượt pick cũng khá là phong phú trong cái bản này. Nó không u kêu vô danh 8 vàng. Thôi được rồi, không sao thì chúng ta cùng xem sẽ như thế nào. Có thể lên danh 10 mà lại xếp cùng 8 vàng, biết đâu lại có kỹ năng sẵn rồi. Đấy, một cái pha ping rồi. À ok, thì đã nhận ra nhau và cười phơ lớ. Chắc là mấy anh em Việt Nam hay là gì đó. Nói chung là biết thôi mà. Ở đây thì con Flicker này quá lâu rồi. Quá là lâu rồi, con này là phải xếp trong tủ kính hả không? Thì bây giờ mới mang ra. Cũng có một cái độ khó chịu mà khắm bựa nhất định của nó. Khi mà nó làm con support ở đây. Các bạn nhìn thấy đang đi thẳng sang nhà rừng địch rồi. Không hiểu có làm gì không. Cũng không cướp được, cướp quả này hai thằng nó giết chết. Thì mà cướp quả này chắc chắn hai thằng nó giết chết luôn. Ok, cái màn nhìn ngắm thôi, không có vấn đề gì cả. Ở đây thì thực sự là những cái pha nói chung là di chuyển cho nó vui thôi, cũng không để làm gì cả. Đấy, không cướp bóc không gì cả, phải cướp là hai thằng ba thằng nó giết chết đây rồi. Móc luôn vào rồi, đứng đằng sau sờ lâu các kiểu. Bây giờ là màn đánh, Kessel đang bị ăn đạn, ăn đánh quá là đau, giết được rồi. Phật blood cho con mẹ support đều rồi. Ở đây thì Alpha và nhưng mà hiện tại Junki đang ra mẹ chụp cuộc chiến với con support với nhau, đánh rất đau. Sờ lâu rồi, Alan sẽ không chạy được, vẫn là các bạn đấm đá. Alan bơm máu vào, bây giờ Kessel đang ở đây, cố đuổi theo mà không được rồi. Ok, là màn dạo chơi thôi. Chúng ta cần dê bệ địch về nhà xong rồi để quân địch quân mình hấp diệp. Đây rồi, lao vào không bật sờ lâu và bây giờ bơm mình máu để đỡ chết, đúng rồi. Đi lang thang là kiểu gì cũng nằm. Bây giờ là màn farm ấy. Thôi đi về. Ok, thì ở đây đánh Flicker mình thấy khá là hợp đấy. Cái team này cũng khá là ngon đấy. Bởi vì mình không hiểu sao, nói chung là chúng ta có những cái, nếu mà đánh như kiểu các bạn xem đánh giải nhiều ấy, họ luôn ưu tiên những cái con nào giáp support mà búp giáp đúng không, hỗ trợ tốt, búp giáp, búp máu. Grace, Adan, Lyra. Ở đây thì chúng ta không thấy những cái support đấy, ngoại trừ Adan. Nói chung là trận danh thì nó sẽ dễ thở hơn là đánh. Đây rồi, Adan đang rất ít máu. Rona hổ báo nhảy lên chắn đam đến từ Junki, nhưng mà bây giờ không chạy được rồi. Alpha lao như này thì không thể nào chạy được. Bây giờ Junki quắn đít chạy rồi. Cũng đây rồi. Ok, lại lùi về. Và Sky đã hoàn thành xong cái lượt farm của mình. Bắt đầu từ dậy nhà ra cùng với cả Rona thôi. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái con này nó chậm là không, không phải nó chậm mà nó rất là linh hoạt. Bây giờ là màn chắn không cho Kessel về, nhưng mà hơi ngáo ở đây. Ôi sao lại đi cái kiểu như này. Một pha chết hơi ngáo đến từ Junki. Ở đây với con Rona, nếu mà cái skill 2 của Flicker tác dụng lên địch đấy, nó sẽ rất là chậm, thì đồng nghĩa với việc là Rona này sẽ rất là dễ để có thể trình diễn những cái pha trước nón kỳ diệu của mình.
anh sẽ đoán đúng những ô chữ mà mẹ vô địch ở không? Vậy kéo lại địch gần lại hơn thì khá là ngon, mà lại còn bị rút bởi skill 1 của Flicker nữa thì tuyệt vời. Ở đây thì nói chung là cũng ngon, hai team này mình thấy cũng khá là cân. Nhưng mà nếu Flicker mà cứ ôm được vào người Castle ấy, mà để cho Castle không tàng hình được ấy, thì nó cũng ngon đấy. Nhưng mà thực sự là nói chung là mẹ ôm vào người Flicker mà không có đam follow theo, à quên, ôm vào người Castle mà không có đam follow theo, mẹ là bắn cho 4 tiễn thì ngáp, ngáp chắc luôn. Ơ nhưng mà thôi thì chúng ta cũng xem thế nào như nào. Đây rồi, nhìn thấy Alan đây, sờ lâu được Alan, nhảy cho vui đến từ Rona, vẫn tiếp tục là farm thôi, không có vấn đề gì cả. Rona bản này mẹ cảm giác như nó không hề yếu hơn một chút nào so với bản cũ cả. Nó một con khá là ngon đấy. Ok, bây giờ thì Alpha đang ở đây, lùi về thôi, không có lượng sai nào đến từ địch. Đi qua nhau đứng đây như kiểu không có vấn đề gì xảy ra cả, như một quả bom luôn, đứng để lấy sai thôi mà. Đứng để cho nó chắc cốp. Bây giờ là màn lao vào, ốp Castle, búp đến từ Adan, Castle bắn rất đau, không thể nào ốp được quả này, cắn dây chạy về rồi, làm sao mà ốp được, quả đấy hơi fail. Các bạn nhìn thấy là Adan khi mà nó búp thì không có con nào có thể bớt đam được chết quân địch, quân mình cả. Và bây giờ thì Alpha cũng đã lên đây rồi, vẫn là màn lùa về thôi, Rona đã phải bay về, chúng ta đang bị thất thế ở đây. Thì ở đây đánh con Flicker này nó có một cái kỹ năng nhất định không, bởi vì là skill chạy thì nó cũng không có đâu. Riêng mà con này bị tóm cổ vào mà thì nó đánh cho thì khó chạy lắm. Ông kể cả có như nào thôi đấy, lại một pha đấy, cứ dí thẳng vào mồm Castle làm gì để nó bắn. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Càng chúng ta thấy con nhìn nhện Castle khá là đẹp. Bây giờ màn lao lên, bắn Stone rồi, lao vào, cô giết đến từ Rona. Ok, ngon. Với cái lượng tốc đến từ skill 2 cũng như là bớt đam của skill 2 thì cũng đã giết được Castle rồi. Ok, có quả bom đấy chắc chắn, và bây giờ là lao thẳng mặt vào mặt lao thẳng vào mặt Alpha. Alpha giết được Sky rồi. Một pha ping mẹ có vẻ như là thiếu hiểu lắm đến từ Sky. Ping như này là hơi bị nhạy cảm ấy, bạn mà xem này mà ping như này là hơi nhạy cảm ấy. Dễ gây cho chúng ta mẹ lội bộ lục đục phải không? Các ông ping như này tôi đéo hiểu, các ông là bảo bạn hơi bị hay đấy, tôi like bạn đấy, hay là mẹ mày tao like cho mày. Nói chung là cái này là chúng ta khá là nhạy cảm ở đây, dùng cái này mà không chuẩn có khi đội AFK đéo đánh nữa đâu. Đấy rồi, cản quái không cho đến gần trụ và chớp thời cơ ăn luôn con của Rona. Ở đây Rona lại lên farm tiếp, địch thì cũng khá là ít bom cho nên là Flicker trận này khá là ok. Khi mà đây rồi, Castle đã tự phải đặt cho mình một quả bom ngay lúc đấy, không thì đây rồi, một pha lao lên sờ lâu được lại, nhưng mà Alpha cũng đang ở đây đã đánh rất đau người Alpha. Alpha mặc dù lao lên nhưng mất rất nhiều máu, có Adan ở đây luôn. Hay quá, nếu mà quả ulti đấy vào người Flicker thì chắc chắn là mất bình máu rồi, nhưng mà ở đây vẫn ngon, Sky lên kịp thời ra trách bội nhưng có quả bom rất ghê đít, tiếp tục là ma lao vào bơm mình máu luôn rồi. Ok, và Alpha đang nổ lỗi ở đây, đánh vào người Alpha luôn, giết được Alpha rồi. Bây giờ là đến Adan chạy. Ôi tầm này chạy đi không? Giết luôn, ok. Và bây giờ còn Castle thì Castle chết chắc luôn nếu mà lao vào. Không quyết định lao vào đến từ team mình. Đây rồi, Rona lao vào rồi, tiếp tục là màn đánh. Cố đấy. Ok, một pha A cho team Junki. Khá là ngon, mấy con này khá là nhây. Rona rất trâu. Nếu mà Rona ở trong giữa đội hình địch thì không phải lo cho Rona chết. Đấy, cái vấn đề ở đây là chỉ cần giữ địch chậm lại thôi. Bởi vì bên kia nó không có một cái stun nào mà định hướng cả. Nó chỉ có con Castle. Nếu mà Rona block được cái bãi xương của Castle thì là mẹ Rona vô có vẻ địch. Khỏe như con trâu luôn. Đứng giữa đội hình quay tay thoải mái. Không chết. Đấy. Ở đây thì Castle đang bắn rất đau. Sky đang ở đây rồi, ulti trúng người, nhưng mà bây giờ là về farm rồi, không có vấn đề gì cả. Một tên về farm cho nên là hạn chế đánh nhau, không đánh nhau ở đây. Bây giờ là đứng cạnh nhau. Adan ở đây rất là ghê đít nếu mà bị phát điện rồi. Bây giờ là một màn lùa, bơm bình máu, bơm máu các kiểu. Cuối cùng thì cũng cứu được cái mạng của mình.
Và bây giờ mất hết đồ rồi, combat lúc này chắc chắn thua. Lì lỗi này, combat chắc chắn thua. Ở đấy có quả pháo nữa, cho nên là Yuki đã bị hiện hình. Ok, bây giờ lao lên rồi. Rona đang rất khỏe, nhưng mà hiện tại giết được Cancel rồi. Rona cắn đi chạy. Bậy ơi, Alpha bắn trúng Rona. Và bây giờ Alpha đang ở đây kích hoạt cái nổ của mình và không nổ được Sky. Sky rất quái. Yuki vẫn đang ở đây, không giết được Alpha rồi. Có Adan ở đây rất khó để giết Alpha. Ok, như thế nào đây? Vẫn là cái màn bắn đến từ Sky và đang cố giết Alpha. Alpha bổ rất đau, một cái búp đến từ Adan. Ui rồi ôi, biết ngay mà hai con này trâu, biết ngay mà hai mạng cho đội team đỏ. Chúng ta có thể thấy con Alpha nó rất trâu. Adan thì chỉ loanh quanh và dùng cái búp của mình là đủ. Bởi vì khi Alpha kể cả có nằm xuống thì cái búp của Adan cũng sẽ tác dụng lên Alpha. Đấy, các bạn nên nói chung là chúng ta hãy lưu ý một điều là Alpha lúc mà nó chết ấy, lúc mà nó làm mẹ một đống như cái một đống ấy thì là bơm máu nó không hiệu quả đâu. Các ông chỉ có búp giáp thôi. Đấy, thì Adan này búp giáp vào là chuẩn rồi. Các ông pick này tôi thấy ok đấy. Chứ còn lúc đấy mà ông bơm mình máu các thứ thì thôi, tôi nói thật rồi, thì không lên, vứt mẹ đi. cho nó ổn. Ok, bây giờ thì chúng ta đã ăn được một trụ. Vẫn cứ là màn vòng vo này. Ở đây khá là ngon bởi vì bên kia nó không có nhiều tool, hiệu ứng thì nó không có nhiều, cũng trâu thôi. Nhưng mà Rona thì kể cả không có Adan nó vẫn trâu. Ở đây thì Kessel đã tàng hình rồi, bây giờ là lùi về úp lông đến từ Adan để chạy và bơm máu các kiểu, gọi anh Senchi. Bây giờ thì cũng phải lùi về rồi, mẹ gọi hội rồi thì không được rồi. Alpha cũng đang ở đây tàng hình đến từ Junki, né được quả pháo kia. Nhưng mà hiện tại là một ma móc lốp, nhưng mà ở giữa đội hình địch như này. Thôi lát rồi. Bơm bình máu các kiểu, bơm tiếp bình máu. Thật sự là một pha lùa đến từ Alpha. Alpha đang ở đây bị Sky bắn rất đau. Một pha nổ của Alpha lao lại ngược lại rồi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà ngon. Double kill đến từ Rona. Rona chúng ta đánh khá hay khi mà lao thẳng vào người Castle và giết được Castle luôn. Bây giờ là mạng cuối cùng. Ace, một pha Ace thứ hai cho team Yuki. Thực sự là lên vào rừng, nói chung là Sky mặc dù xanh tám vàng nhưng mà chắc là lick clone thôi. Anh đánh rất là máu, các bạn nhìn thấy những cái pha bắn ngoáy đít các kiểu rất là chuyên nghiệp ở đây. Nên là chúng ta cũng sẽ tin tưởng vào một cái trận thắng sắp diễn ra. Rona thực sự là Castle đánh phải thật tỉnh táo, chứ còn gặp Rona nó quá trâu. Một cái xương mà bị stun luôn này thì không thể nào mà bắn được Rona để cho nó sợ được. Nó có quá nhiều giáp khi mà lao vào với skill 1 cũng như là dùng skill 2 tăng giáp ảo. Quá trâu. Và thực sự là bây giờ nếu mà Rona đi lên ấy thì mẹ Alpha chắc cũng không có cửa chơi lại Rona. Mình khẳng định luôn. Alpha nó bổ thẳng vào với cái Aftershock thì cái lượng giáp ảo của Rona nó sẽ chắn hết cái lượng đam đấy. Mặc dù lao nhiều máu nhưng mà anh có sợ đâu. Anh cứ ở giáp ảo chú bổ thoải mái hả? Đây rồi, pha bắn chỉ nhưng mà không trúng. Ở đây thì cần thiết là phải giết được Sky. Sky khá khó chịu với cái bay nhảy của mình. Lao vào rồi, ốp luôn vào thẳng người Castle. Và bây giờ chết luôn, đéo kịp ở máu vãi lều. Đánh như thế này thì sao mà chơi. Đấy các bạn nhìn thấy Rona vào giữa combat không hề sợ sệt gì cả. Rất khỏe, khỏe như con trâu, khỏe vãi đái. Ở đây thì bật bảng đồ mình không nhìn gì cả. Đúng thật là nên lao vào giữa đội hình địch, giữ được Castle lại thì càng tốt, nhưng với điều kiện là con mình phải nhảy lên chuẩn đấy mẹ. Chứ còn lao lên mà dí thẳng mặt Castle nó bắn tiễn cho thì chỉ có ngáp thôi, chỉ có ngáp khẩn trương thôi. Bây giờ là màn Alonso. Castle đang ở đây bị ăn ulti rồi, di chuyển cực lỗi đến từ Castle. Tiếp tục là màn bắn vào Adan. Alpha chắc chắn là mẹ quắn đít chạy rồi, đồng đội như này ở lại làm chó gì đây rồi. Giữ được Alpha lại luôn. Alpha đang ở đây. Bây giờ là đánh nhau với cả Flicker, nhưng đánh có mà đến Tết vẫn tiếp tục là màn đuổi. Nhưng mà hiện tại thì Rona đang phá trụ, Sky đang đến gần. Chúng ta phải làm gì đây? À đây rồi, thấy được rồi, gặp Kim rồi. Bắt đầu Michael Diop đến từ phía của Yuki cùng đồng đội của mình. Vẫn là màn đánh solo luôn. Đúng rồi, có anh Senchi ở đây là hiện tại Alpha đã mất một mạng của mình. Tiếp tục là đến Sky sẽ hoạn Alpha ngay lúc này thôi. Ok,
Chúng ta có thể thấy là Kessel đi khá lỗi cái turn đấy khi mà để thua con Mark, cũng như là mẹ đặt đập mặt vào cái làn pháo dàn của của Sở Kai. Mình không ngờ, không hiểu được. Chúng ta nên nói chung là tỉnh táo một chút. Đấy, chúng ta là nam chính mà. Thật sự nha, tôi nói mẹ tôi đã phải chơi không, nhưng mà tôi nói thật, các ông nào mà cứ hay pick nam chính, nam len ấy, thì các ông đánh cho cẩn thận mà. Chứ thì mà đánh mà cứ kiểu ấy là không được đâu, tôi thề. Đấy rồi, một pha lại đi ngáo nữa, vừa nói xong. Ok, vẫn là các màn bớt đam, chết luôn Kessel. Kessel đánh như cứt. Ok, bây giờ là đuổi Alan. Alan đang mất rất nhiều máu, Alpha kệ mẹ đồng đội. Quan trọng đéo gì, bố mày sống là được rồi. Đúng rồi, cần thiết là phải như thế, bởi vì ra thì cũng ây, mất cả trụ làm cái gì đâu. Ở đây nếu mà chúng ta đánh đam chính đi lên là chúng ta nói là carry đấy, mà carry là phải gánh kèo các ông, hiểu không? Thì các ông đánh nó phải hay hay một tí cho đồng đội người ta còn có cái để người ta mẹ vịn vào để mà đánh tiếp, không đánh như là gì hỏng. Ở đây pha bay Alpha đang bị mắc kẹt hơi lỗi đến từ game, không sao, Alpha bay về rồi, quả đấy mà bay thẳng vào thì bây giờ đéo về được. Đội hình hiện tại thì đội hình của Junki đang khỏe hơn. Cần thiết thì Kessel phải đánh hay hơn để bớt đam, chết được Sky cũng như là nhây được khỏi con Runa. Thì chắc chắn là Alpha sẽ nhây thẳng vào người Sky và chém chết Sky được thì càng tốt. Một pha tàng hình nhưng mà bị bom rồi. Bây giờ thì có mỗi Alan đây rồi. Như nào đây, úp lòng chạy về không? Alan đang bị ốp rất đau và bắn biết các kiểu. Đúng rồi, Alan búp về rồi nhưng mà Kessel ở đây. Kessel đã tàng hình được rồi, thoát rồi. Còn lại Alpha đâu? Alpha đang ra đánh luôn vào người Rona. Bây giờ thì Flicker đang ở đây giữ đội hình lại. Alpha cũng khá khỏe với cái bổ của mình. Vào mặt Sky, Sky mất rất nhiều máu. Tiếp tục làm màn bay đi. Và bây giờ bắn nhau các kiểu. Dồn được lại tình thế rồi. Và Rona lao lên này có vẻ hơi lỗi ở đây. Nhưng mà cắn dây chạy về rồi. Đánh nhau tiếp. Đúng rồi, Rona cực khỏe. Tiếp tục làm mặt, đánh nhau. Kia giết được cái sầu rồi, rất hay. Bây giờ là 1v3 đến từ Alpha. Alpha đang quá khỏe, có nổ không? Nếu nổ quả này mà chết là cầu ơi. Ơi hay quá. Và bay cực kỳ đẹp đến từ Sky. Không phải Sky làm mẹ rồi. Ok, quá ngon. Chúng ta thì thấy Sky bắn rất hay quả đấy. Khi mà Sky nếu mà Alpha, nếu mà Sky chết quả đấy thì rất là khó để có thể ăn được con Alpha. Bởi vì cái đạn skill 1 của Sky ăn Alpha ngon hơn đấy. Nếu mà có Runa đấy chưa chắc đã giết được Alpha. Mà Runa còn có rất ít máu, Alpha nó bổ aftershock thì sợ chết. Mẹ nghẹo, hẹo hẹo. Ok, bây giờ thì các bạn nhìn thấy là con Runa một mình, con Runa cần tăng luôn. Con này là mẹ vừa tăng vừa đam cực khỏe. Pick con này là mẹ phần trăm thắng phải đến phải 70. Và ui, vãi cả đài. Phí lòng đến từ Adan. Ở đây thì chúng ta thấy cái kèo khá là hơn đến từ phía team của Junki. Nhưng mà cái cách đánh con Flicker này, nói chung là đánh cái team này, chúng ta phải cùng nhau. Khi mà Flicker len lỏi được vào người Kessel rồi, bật skill 2 lên thì chắc chắn sẽ giữ được lại Kessel. Bây giờ pha lao vào, Rona đang rất đầu gỗ. Ơ nhưng mà Kessel lại đang ở đây, giết luôn rồi, thôi xong rồi. Biết ngay mà mẹ các ông carry carry cái rùng, các ông đánh kiểu này thì hỏng hết. Đánh kiểu này thì tôi chỉ có ở nhà mà đặt bom hết cho nó vui thôi. Alpha vẫn đang cố tra cô, bị Sky bắn rất đau, rất là khó để có thể đến người Sky. Ở đây thì Kraken phá trụ, Alpha vẫn là lao lên chơi Sky, bắn rất đau. Tiếp tục nào, bây giờ lao lên vẫn còn bình máu, Sky không phải xoắn. Ủa, thật ngủ mấy gái thôi mà cũng gần chết rồi kìa. Như nào đây, tiếp tục nào. Phá trụ chắc chắn thắng rồi. Mẹ Kraken còn được mả máu kia. Không được rồi. Ơi, và Sky đang bắn rất đau vào người Alpha. Các bạn nhìn thấy nếu mà chỉ cần lách ra thôi mà Sky ăn cái ulti chắc chắn là... À quên, Alpha ăn cái ulti chắc chắn Alpha chết rồi. Bây giờ thì mẹ cái Thanh Liên carry, mẹ carry đều rồi. Thì đang ở đây, không hiểu anh có lag hay không, nhưng dù sao thì anh cũng hạnh phúc đấy. Lần sau làm lại vậy. Ok, xong rồi, mình sẽ lấy bảng đồ cho các bạn xem. Trận thắng thực sự ra là nó cũng không có gì là khó khăn cả. Ok, like cho tất cả các anh em. Bây giờ là bảng đồ. Các bạn nhìn thấy là Flicker hôm nay dù khi đánh lên đồ hay là láo ấy. Các bạn lên đừng lên kiểu này nhá. Lên kiểu này là cho nó vui thôi.
block không, crucible không có, không? Thôi dây thì dây một, cua chip các kiểu đâu không có, căn bản ở bên kia bết. Nói chung bên kia đánh đam chính không gánh được kèo, không gây được nhiều đam. Cho nên là Juki trận này đánh nghịch cũng thắng. Ok, thì nếu đầu chuẩn ấy có cái crucible thì càng tốt, cua chip chắc chắn rồi. Frostburn thì cũng tùy, nhưng mà nói chung là con flicker này nó chỉ lên thôi, nó lên nhiều giáp vào và nó ôm chặt con castle vào, như thế thì kiểu castle nó không tàng hình được ấy. Rona lên bớt đam hai cái trên ngày. Ở đây chúng ta thấy là hai đam rừng cũng như là len đánh khá là hay ở đây. Castle bên kia thì 1/10 hơi fail, lên đồ thì cũng không gây được quá nhiều đam và block không có, rất là khó để có thể chạy được cái slow đến từ flicker. Alpha cũng không cánh nổi kèo, đám rừng chắc chắn là không cánh nổi kèo rồi, mà tay ngắn như này nữa khó lắm. Ok, vừa rồi là trận danh của Junki, anh em có một cái sắc màu mới đến từ con flicker trong cái trận đấu này thì ok thôi, anh em xem vui like subscribe cho kênh TV nhé. Đợt này mình bận quá mình không đánh được, lấy tặng video Junki mẹ đến thuyền tí. Sắp có những cái nội dung mới, có cái video mới mà nó mới mẻ, nó hay hơn cái gameplay này nhiều, anh em cứ đợi nhá. Ok, chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ, bye bye.